mạnh mẽ, sâu thẳm và dày đặc. Hố đen vũ trụ thách thức tất cả những hiểu biết vật lý của nhân loại đến tận ngày nay. Bất kỳ một giả thuyết nào liên quan đến hố đen cũng gây ra tranh cãi xuyên suốt hàng thập kỷ, nơi mà thiên tài khuất phục thiên tài. Và Stephen Hawking đã làm được điều đó khi ông đưa ra lý thuyết mới về hố đen, phá vỡ những hiểu biết mà cả thế giới tin tưởng do Albert Einstein đưa ra trước đó. Stephen Hawking là một trong những nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất của thời hiện đại. Ông được biết đến với nhiều sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng và cuộc chiến suốt đời chống lại căn bệnh hội chứng xơ cứng cột bên teo cơ rất hiếm gặp. Nhưng đóng góp vĩ đại thực sự của Stephen Hawking đối với chúng ta là sự nghiệp khoa học rực rỡ kéo dài 5 thập kỷ của ông. Bắt đầu với luận án tiến sĩ năm 1966, công việc đột phá của ông tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến bài báo cuối cùng vào năm 2018, hoàn thành chỉ vài ngày trước khi ông qua đời ở tuổi 76. Stephen Hawking nghiên cứu vật lý, nhưng các học thuyết của ông bị xem là kỳ quặc vào thời điểm ông xây dựng chúng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng mới cho thấy những học thuyết này là đúng và chúng đang dần được chấp nhận vào dòng chính khoa học. Từ những học thuyết ấn tượng về hố đen đến giải thích về sự khởi đầu của vũ trụ. Giữa cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai lý thuyết vũ trụ, vụ nổ lớn và trạng thái rừng, Stephen Hawking đã có bài luận văn tiến sĩ khiến giới khoa học phải ngỡ ngàng. Cả hai lý thuyết đều chấp nhận rằng vũ trụ đang giãn nở. Nhưng lý thuyết vụ nổ lớn cho rằng vũ trụ giãn nở từ trạng thái vô cùng đặc và vô cùng nóng tại một thời điểm hữu hạn trong quá khứ. Trong khi lý thuyết trạng thái rừng cho rằng vũ trụ giãn nở mãi mãi, vật chất mới liên tục được tạo ra để duy trì mật độ không đổi. Trong luận án của mình, Stephen Hawking đã chỉ ra rằng lý thuyết trạng thái rừng tự mâu thuẫn về mặt toán học. Thay vào đó, ông lập luận vũ trụ bắt đầu từ một điểm nhỏ, đặc, được gọi là điểm dị thường. Ngày nay, mô tả của Stephen Hawking gần như được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi. Tên của Stephen Hawking gắn liền với hố đen, một dạng điểm dị thường khác, được hình thành khi một ngôi sao bị sụp đổ hoàn toàn dưới lực hấp dẫn của chính nó. Những tò mò toán học này nảy sinh từ thuyết tương đối rộng của Einstein và đã được tranh luận gay gắt trong nhiều thập kỷ khi Stephen Hawking chuyển sự chú ý sang chúng vào đầu những năm 70. Theo ông, vũ trụ chẳng qua là một vũ trụ hố đen. Thay bằng việc vật chất bị nén vào một điểm vô định, vũ trụ hình thành khi một điểm nào đó được mở rộng ra để tạo nên vạn vật mà chúng ta nhìn thấy ngày nay, từ những vì sao đến những hành tinh và con người. Kể từ khi Albert Einstein công bố thuyết tương đối vào năm 1915, trong đó mô tả cách mà lực hấp dẫn sinh ra từ các hiệu ứng uốn cong không thời gian của vật chất và vì thế mà các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Lý thuyết của Einstein cũng đưa ra những dự đoán về sự tồn tại của các hố đen trên cơ sở học thuyết tương đối, đã hướng tới giả định hố đen sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả ánh sáng. Các hố đen được coi là những hố không đáy. Từ đây, vật chất và năng lượng không bao giờ có thể thoát ra được khỏi đó. Vào những năm 1970, khi đó Stephen Hawking, một nhà vật lý có tầm ảnh hưởng nhất từ sau Einstein, đã cho rằng hố đen có thể có nhiệt độ và có thể từ từ bị rò rỉ ra các hạt lượng tử. Và bởi vì các vật thể nóng bị mất nhiệt vào vũ trụ, nên số phận cuối cùng của một hố đen là bốc hơi mất, giống như viên thuốc sủi tan chậm trong ly nước vậy. Và điều đó đã chính thức lật đổ nguyên lý cốt lõi về vũ trụ. Bằng giả thuyết này, ông đã chấm dứt những thắc mắc dai dẳng của các nhà vật lý rằng lý thuyết của Einstein vốn được thử nghiệm lâu dài cho tới nay đều không thể giải thích được cách di chuyển của các hạt ở bên trong nguyên tử và các khối cầu lượng tử. Ban đầu, lý thuyết hố đen của Stephen Hawking trở thành một vấn đề mang tính tranh cãi. Tuy nhiên, lý thuyết này sau đó đã trở thành nền tảng căn bản, gắn kết lý thuyết vật lý cơ bản và lý thuyết cơ học lượng tử. Ông đã nhận ra rằng những vật thể bên trong các hố đen được hình thành bởi trọng lực và vì cơ học lượng tử thực sự có thể phát ra các hạt. Đây là một quá trình vật lý đầu tiên có thể liên kết lý thuyết cổ điển về lực hấp dẫn với cơ học lượng tử. Cơ chế này được đặt tên là cơ chế bức xạ Hawking, được đặt theo tên của ông. Stephen Hawking đã chỉ ra rằng khi các quy luật lượng tử điều khiển quá trình vật lý của nguyên tử và các hạt cơ bản được áp dụng cho các hố đen, thì kết quả cho thấy các hố đen thực sự phải phát xạ.
Ông cho rằng các hố đen tỏa ra các phóng xạ nên chúng thực sự tồn tại nhiệt độ. Và trong quá trình mất đi khối lượng và năng lượng, các hố đen sẽ dần dần co lại và cuối cùng sẽ bay hơi. Điều này thực sự là một cú sốc. Lý thuyết của Stephen Hawking trở thành lý thuyết của vạn vật, Theory of Everything, đã vẽ ra chân dung hoàn toàn mới về các hố đen. Tuy nhiên, vấn đề bức xạ Hawking một lần nữa lại đặt ra câu hỏi về một vấn đề mới. Đó là nghịch lý thông tin hố đen, Black Hole Information Paradox. Trong suốt cuộc đời của nó, hố đen nuốt rất nhiều thông tin dưới dạng các thiên thể. Nếu một hố đen biến mất, tất cả thông tin về vũ trụ học, từ vật chất và năng lượng, theo đó cũng sẽ biến mất. Trong khi các định luật vật lý cho rằng thông tin không bao giờ có thể mất đi. Để giải thích cho điều này, trong bài phát biểu vào năm 2015 ở Thụy Điển, Stephen Hawking đã tuyên bố ông đã tìm ra giải pháp để xử lý cái gọi là nghịch lý thông tin hố đen. Điều khiến các nhà khoa học thế giới, trong đó có bản thân ông, vắt óc giải mã từ hàng chục năm qua. Ông cho rằng thông tin bị mắc kẹt ở chân trời sự kiện và sẽ bị đẩy trở lại vũ trụ của chúng ta, nhưng với trạng thái hỗn loạn và vô dụng. Ngoài ra, Stephen Hawking cũng nhận định có thể thông tin đi vào hố đen sẽ đi ra một vũ trụ khác. Ông cho biết nó có thể là con đường dẫn tới một vũ trụ song song. Do đó, nếu bạn rơi vào hố đen thì cũng đừng bỏ cuộc. Có đường ra đó, nhưng bạn sẽ không thể quay trở lại vũ trụ của chúng ta. Do đó, dù tôi rất thích bay vào không gian, nhưng sẽ không thử bay vào hố đen. Giới truyền thông bấy giờ dậy sóng với phát biểu của ông, nhưng các nhà khoa học quốc tế tuyên bố họ chờ đợi những tính toán vật lý của thiên tài người Anh trước khi ra kết luận về lý thuyết mới này. Và kết quả là công trình nghịch lý thông tin hố đen Black Hole Entropy and Subhair được hoàn thành chỉ vài ngày trước khi nhà vật lý Stephen Hawking qua đời vào tháng 3 năm 2018. Trong công trình cuối cùng, ông và các đồng nghiệp đã cho thấy cách mà một số thông tin ít nhất là có thể được khôi phục. Ném một vật thể vào hố đen và nhiệt độ của hố đen phải thay đổi. Vì thế, một đặc tính được gọi là entropy, thước đo sự rối loạn bên trong một vật thể, cũng vậy, nó sẽ trở nên nóng hơn. Nhà vật lý Sasha Hako từ Đại học Cambridge và Andrew Strominger từ Đại học Harvard chứng minh rằng entropy của hố đen có thể được ghi lại bởi các photon bao quanh đường chân trời sự kiện của hố đen. Đây là điểm mà ở đó ánh sáng không thể thoát khỏi lực hút khổng lồ của hố đen. Họ gọi ánh sáng xuất hiện tại các photon khi một vật thể bị hút vào hố đen là Subhair. Mặc dù vậy, những gì mà nghiên cứu của Hawking và các cộng sự đạt được vẫn chưa phải là lời giải cuối cùng cho nghịch lý thông tin hố đen. Nhà nghiên cứu Perry cho biết không thể chắc chắn entropy giải thích cho tất cả mọi vật thể bị hố đen hút vào. Vì vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm dựa trên nền tảng nghiên cứu đã mang lại. Trong số những điều chưa được giải thích, Perry và các cộng sự nay phải khám phá cách thức thông tin kết hợp với entropy được lưu giữ dưới dạng vật lý ở Subhair và làm thế nào thông tin thoát ra ngoài khi hố đen biến mất. Theo Marika Taylor, giáo sư vật lý tại Đại học Southampton và đồng thời là học trò cũ của nhà vật lý Hawking, nghiên cứu này mang lại một con đường giúp hiểu được entropy cho các hố đen vật lý thiên văn dựa trên các đối xứng của chân trời sự kiện. Các tác giả phải đặt ra nhiều giả thiết đáng nể. Bước tiếp theo sẽ là chứng minh những giả thiết này là hợp lý. Nhà vật lý lý thuyết Juan Mandacena từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Đại học Princeton cho biết, với hố đen, chúng ta hiện chưa biết cấu thành của nó là gì và liệu chúng có liên quan tới đường chân trời sự kiện của hố đen không? Trong một số hệ thống vật lý có các đối xứng đặc biệt, các đặc tính nhiệt có thể được tính toán theo các đối xứng này. Nghiên cứu này cho thấy chúng ta có một trong những đối xứng đặc biệt này gần chân trời sự kiện của hố đen. Hiện tại, toàn bộ nghiên cứu đang được hoàn thiện bởi các đồng nghiệp của Hawking tại Đại học Cambridge và Harvard. Giáo sư vật lý lý thuyết Malcolm Perry của Đại học Cambridge, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nghịch lý thông tin là mối quan tâm lớn nhất của Stephen Hawking trong suốt 40 năm qua. Mặc dù ông đã ra đi mãi mãi, nhưng những câu chuyện về mảnh đời của ông vẫn không ngừng làm giới khoa học và những người quan tâm ông phải đau đầu. Để rồi đến bây giờ mới tìm ra những lời giải. Stephen Hawking đã qua đời
Nhưng ông từng cảnh báo, loài người không nên quá quan tâm đến các hành tinh xung quanh, nếu không sẽ phải hối hận. Phương tiện khoa học công nghệ hiện nay vẫn còn hạn chế. Nếu nóng vội thì có thể nhân loại phải gánh chịu những hậu quả không thể tưởng tượng được. Bởi chúng ta không biết nếu thực sự tìm thấy một nền văn minh mới thì sẽ nên đối mặt với nó như thế nào. Nếu con người cứ mù quáng tìm cách khám phá thế giới bên ngoài vũ trụ một cách nhanh chóng và bỏ qua sự an toàn của nền văn minh nhân loại, lời cảnh báo của nhà bác học thiên tài Stephen Hawking có thể sẽ trở thành hiện thực. Căn bệnh đeo bám ông suốt cuộc đời cũng là một bí ẩn. Theo quan điểm y học, căn bệnh của Stephen Hawking được gọi là xơ cứng teo cơ. Bệnh này từ từ khiến con người mất kiểm soát cơ thể, cuối cùng là mất khả năng vận động và tử vong. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra chứng bệnh này, nhưng nó có thể liên quan đến gen di truyền hoặc một loại virus chưa được biết đến. Có một giả thuyết nổi tiếng cho rằng căn bệnh của ông là do người ngoài hành tinh gây ra, bởi ông có một bộ não phi thường và nắm giữ những kiến thức siêu nhiên về vũ trụ và không gian học. Người ngoài hành tinh sợ rằng ông sẽ tiết lộ ra sự tồn tại của họ và loài người dần dần sẽ tiêu diệt họ, nên đã gây ra căn bệnh quái dị này. Nếu người ngoài hành tinh ghé qua trái đất, kết quả sẽ giống như khi Columbus đặt chân đến châu Mỹ, vốn không mang lại điều gì tốt đẹp cho dân da đỏ bản địa. Một dự báo đầy bi quan như vậy được ông đưa ra lại càng khiến cho giả thuyết trên được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên điều này nghe có vẻ không được thuyết phục. Mặc dù đúng là căn bệnh này rất hiếm gặp trên thế giới, nhưng khi Stephen Hawking mắc căn bệnh này, ông mới chỉ là một học giả ở độ tuổi 20, chưa hề có thành tựu nghiên cứu khoa học nào và cũng chưa đưa ra những lời tiên tri chấn động địa cầu. Như vậy, không lẽ người ngoài hành tinh muốn nhắm đến loài người chứ không phải là Stephen Hawking? Dù cho có mắc căn bệnh quái ác ở độ tuổi đôi mươi, nhưng giáo sư Stephen Hawking luôn khiến cho thế giới ngưỡng mộ ý chí và sự lạc quan của ông. Khi Stephen Hawking qua đời, chiếc xe lăn đã đồng hành cùng ông hàng chục năm, không được cho an táng cùng. Bởi chiếc xe lăn này không phải là xe lăn thông thường, mà là xe lăn công nghệ đen, sử dụng hệ thống máy tính công nghệ cao và có thể truyền tải lời nói của con người. Theo tờ báo The Times của Anh, mọi người muốn giữ lại chiếc xe lăn để những câu danh ngôn được lưu trên hệ thống của giáo sư Stephen Hawking không bị thất lạc và được bảo quản nguyên vẹn. Ông đã ngồi trên chiếc xe lăn và tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết. Những giọng nói này sẽ là bảo vật quý giá trong giới học thuật, bởi âm thanh trong bài phát biểu không phải là giọng nói của chính ông, mà nó được phát ra thông qua sự nhận biết và xử lý tinh tế của bộ xử lý khuôn mặt, sau đó là máy tính và bộ xử lý âm thanh. Thiết bị phát âm thanh mà Stephen Hawking sử dụng đã có tuổi đời hơn 30 năm và đạt đến giới hạn sử dụng. Bộ xử lý âm thanh đã cũ này được thay thế bằng một bộ tổng hợp giọng nói hoàn toàn mới được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 4 năm. Chúng giúp xử lý âm thanh ở một mức độ nhất định, chân thực và rõ ràng hơn. Điều bất ngờ nhất là bộ xử lý âm thanh qua máy tính mới lắp trên chiếc xe lăn của ông hóa ra là của hãng Lenovo đến từ Trung Quốc. Còn cảm biến hồng ngoại được sử dụng là nhãn hiệu của Mỹ. Chiếc máy nhỏ này được lắp trên kính và nhận diện nét mặt của giáo sư Stephen Hawking để truyền tải thông tin. Hơn nữa, Stephen Hawking đã dành phần lớn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Nếu không có chiếc xe lăn công nghệ cao này, ông đã không thể truyền đạt nhiều lý thuyết học thuật của mình cho thế giới đến vậy. Cuộc đời của thiên tài dị biệt Stephen Hawking chứa đầy những huyền bí như những câu chuyện cổ tích. Từ một người khỏe mạnh trở thành một người chỉ có thể sử dụng 3 ngón tay và đôi mắt để nói chuyện, ông đã truyền cảm hứng cho cả nhân loại, không chỉ vì những thành tích ấn tượng trong giới khoa học, mà còn vì ý chí và nghị lực phi thường để đấu tranh với căn bệnh quái ác.